Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, khu vực miền Bắc mây nhiều, tình trạng hanh khô chấm dứt, miền Trung mưa cũng dần xuất hiện trở lại, còn ở phía Nam thì đang trong thời gian ít mưa. Cụ thể thì ở khu vực Bắc Bộ do là chịu tác động của đới gió đông ẩm từ biển vào trong đất liền, nên ngay từ đêm nay thì trời đã chuyển sang trạng thái là mây nhiều, gần sáng và ngày mai ở khu vực ven biển có mưa và mưa nhỏ. Các tỉnh, thành phố sâu hơn trong đất liền với một lượng ẩm lớn dù chưa đủ để gây mưa, nhưng nó cũng làm cho sương mù xuất hiện nhiều nơi, ảnh hưởng lớn tới tầm nhìn đi lại của các phương tiện giao thông. Và trong ngày mai thì hầu khắp miền Bắc trời sẽ nhiều mây, ở khu vực Đông Bắc Bộ gần như là không có nắng, nền nhiệt ngày mai giảm ở ngưỡng là từ 27 tới 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ trưa và chiều mai thì trời vẫn sẽ có nắng nhẹ, nhiệt độ nhỉnh hơn ở ngưỡng là 29 tới 31 độ. Với khu vực miền Trung, do là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất của gió đông, một dọc từ khu vực Thanh Hóa trở vào cho tới Quảng Ngãi, từ gần sáng và ngày mai trở đi thì trời cũng sẽ chuyển mây nhiều. Dọc từ Hà Tĩnh trở vào cho tới Quảng Nam cũng xuất hiện mưa trở lại ở mức rải rác. Tuy nhiên thì lượng sẽ không quá lớn, thời gian mưa xuất hiện về đêm và sáng. Chiều và trưa mai thì miền Trung cơ bản là vẫn sẽ có nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực Bắc và khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 28 tới 30 độ. Còn Nam miền Trung từ Bình Định trở vào tới Bình Thuận thì nhiệt độ sẽ nhỉnh hơn ở ngưỡng là từ 30 cho tới 32 độ. Ở phía Nam đêm nay và ngày mai thì vẫn là mưa ít, ngày trời sẽ có nắng. Hai tỉnh phía Bắc của khu vực Tây Nguyên là Kon Tum và Gia Lai thì nhiệt độ cao ở ngưỡng là 30 tới 31 độ. Khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng thì nhiệt độ sẽ từ 27 tới 30 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, các tỉnh như là Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương và cả thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ sẽ cao từ 32 tới 33 độ. Một số nơi sẽ chạm ngưỡng là 34 độ. Miền Tây Nam Bộ thì nhiệt độ sẽ từ 31 cho tới 32 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, thưa quý vị, không khí lạnh yếu đi, vùng gió mạnh thu hẹp lại ở khu vực phía Bắc của Biển Đông. Gió biển sẽ phổ biến ở cấp 5, riêng khu vực Đông Bắc có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2 tới 4 mét. Còn khu vực phía Nam, gồm cả huyện đảo Trường Sa thì sẽ có gió Đông Bắc ở cấp 4, cấp 5 và sẽ có những cơn mưa rải rác về chiều và tối. Như thường lệ thì cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.